Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần ở trên kênh chứng khoán Chiến binh tương tự con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có các nội dung chính như sau. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ điểm qua các cái danh mục khá là căn bản của thị trường, từ các nhóm cổ phiếu ngành trụ đến nhóm cổ phiếu ngành thép, nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành bất động sản xây lắp hạ tầng, nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng khoán, và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành than, nhóm ngành phân đạm hóa chất, mía đường, và còn thời gian thì chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu penny. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại tất cả các kịch bản phân tích tuần của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua, tức là tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7, chính là tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh của tháng, để chúng ta xem những cái diễn biến ở trong tuần nó như thế nào, những cái phân tích dự báo của chúng ta nó đến đâu, nó có chính xác không, hay là nó đạt được đến cái mức độ như thế nào đó. Và phần cuối cùng thì hôm nay cùng anh chị chúng ta sẽ dự báo một vài các cái xu hướng của thị trường trong tuần mới, tức là cái tuần giao dịch, có thể gọi coi là cái tuần giao dịch cuối cùng của tháng 7. Như vậy là chúng ta cũng đã trải qua 7 tháng đầu năm, và nhìn chung thì 7 tháng đầu năm vẫn là 7 tháng khó khăn. Năm 2020 và năm 2021 chúng ta đánh là chúng ta mua cổ phiếu và chúng ta có thể nắm giữ khoảng tầm độ 2-3 tháng để chúng ta chốt. Nhưng ở trong Hùng nhận diện thấy rằng là trong 6 tháng 7 tháng đầu năm thì cái câu chuyện mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu dài như vậy nó rất là khó, và thông thường thì chỉ nắm được khoảng tầm từ T3 đến khoảng tầm T5, đó là chúng ta đã phải chốt lãi rồi. Và chúng ta tận dụng tối ưu những cái nhịp hồi của thị trường, những cái nhịp hồi của cổ phiếu để chúng ta có thể đi một cái lệnh nó lãi khoảng tầm 3 năm và đến tầm 10%, như vậy là rất là ok trong những cái nhịp vừa qua, tức là gọi là những nhịp đánh ngắn. Và thông thường thì đến cái thời điểm hiện tại có thể khẳng định rằng là khoảng tầm 80% nhà đầu tư của chúng ta đang kẹp lại từ những nhịp rất là cao của VN Index. Chính vậy nên là cái phương pháp để chúng ta về bờ duy nhất chỉ có một phương pháp, đó là phương pháp chém cá ở trên thớt. Tức là các anh chị em của chúng ta đã nắm giữ một cái lượng cổ phiếu nhất định nào đó ở trong tài khoản rồi, thì chúng ta sẽ bám sát thêm cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu đó để chúng ta xem thử là đến cái thời điểm nào thì chúng ta có thể mua vào khối lượng tương ứng với cái số tiền mặt chúng ta đã còn, chúng ta mua được cái số lượng cổ phiếu tương ứng để chúng ta đảo hàng giảm giá vốn đó. Và khi cổ phiếu hồi được 3-5% trên một lệnh thì như vậy là chúng ta bán ra. Với một cái mục đích, cái cách làm như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ giảm dần cái giá vốn của cổ phiếu xuống, và vô hình dung thì khoảng sau 3-4 lần chém cá như vậy, chém cá thành công như vậy, thì cái giá vốn của chúng ta sẽ tiệm cận về đến gần cái giá vốn, gần cái giá mà cổ phiếu đó đang giao dịch trên thị trường. Và sau đó thì chỉ cần một cái nhịp hồi phục thôi, thì như vậy là chúng ta sẽ biến cái lỗ thành cái lãi, và chúng ta bình tĩnh để chúng ta xử lý. Thì đấy là những cái yếu tố về mặt kỹ thuật mà các anh chị em của chúng ta cần phải nắm được để chúng ta chiến đấu. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi view các cái danh mục của chúng ta. Đối với họ nhà VIX, liên quan đến tin đồn, và tuần này thì VIX có một cây nến cắm đầu xuống tương đối là xấu. Như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 66, thủng vùng 66 thì nó sẽ là khá là nguy hiểm đối với mã cổ phiếu nhà Vinhome. Đối với Vinhome thì trong tuần vừa qua nhìn chung thì Vinhome tiếp tục bám sát ở vùng 58-58.5, và tuần tới thì khả năng theo quan điểm của Hùng thì nó vẫn sẽ tiếp tục quay về đây để test, và điểm sâu hơn có thể ở khoảng vùng 56.5. Đấy là hai cái mốc mà Vinhome có thể quay trở lại để test cung ở trong cái tuần giao dịch mới. VRE thì nhìn chung cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến ở trong tuần vừa qua, chủ đạo là nó bám biên ở biên 26. Đối với VRE thì các anh chị lưu ý có thể có những điểm test ở vùng 25 đến khoảng vùng 25.5. Bò sữa Vinamilk, trong tuần vừa qua nhìn chung thì bò sữa Vinamilk chủ đạo là test ở khoảng quanh vùng 72 và đóng cửa kết tuần thì nó đúng vùng 72. Trên góc độ kỹ thuật như này thì Vinamilk cũng sẽ chưa thể bật được, và tuần tới khả năng sẽ có những cái biên ở khoảng quanh vùng 71 đến khoảng vùng 72, tức là nó quay lại nó test ở cái vùng cận ở vùng 72 này. Sâu hơn thì có thể phải tính toán ở quanh vùng 70, bởi vì là đường MACD nó lại đang xanh và nó chuyển sang đỏ rồi. Đó thì thông thường là khi mà nó đang xanh và chuyển sang đỏ này, nó thể hiện một cái sự suy yếu của xu hướng của cổ phiếu, nên là chúng ta lưu tâm. VDC, trong tuần vừa qua thì VDC chủ đạo cũng là đi ngang ở quanh vùng 124 đến vùng 125, đây là cái vùng Hùng đã nói rồi. Thì đây các anh chị, trong tuần thì nó có những cái điểm đánh xuống, nhưng mà kết tuần thì nó đóng ở vùng 125.6 đó, tức là nó nằm ở trong cái biên 124-125.
Nhìn chung thì với cái động lực đi như này thì tuần tới nó vẫn còn có những cái điểm ở khoảng quanh vùng 124, 125, chúng ta sẽ ngắm thêm. SKG trong tuần vừa qua đánh tương đối là tốt sau một cây nến đánh kịch trần và những cái điểm tích lũy ở quanh vùng 16.8 khá là đẹp, một cái điểm chỉ cung ở đây thì nó đánh break vùng 18 và nó đã có hai cây nến test ở trên 18 cộng, như thế này là rất là ổn 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 áp. Dự kiến thì nhịp này thì chúng ta sẽ hướng về vùng kháng cự 19.5 đến khoảng vùng 20, và tuần tới thì cũng sẽ đánh giá thêm cái vùng kháng cự này để có thêm cái sự phân tích tiếp theo. Man San trong tuần vừa qua khá là tốt, nó đã test có dự báo test lại về quanh vùng trăm nhưng mà nó suýt soát ở vùng 101 đây này đó. Và sau đó thì nó đã có 3 phiên phục hồi rất là tốt với lực cầu đã vượt trung bình 21 phiên, gấp đôi trung bình 21 phiên. Điều này cho thấy rằng là đã có một cái lực cầu rất là ok ở đây đánh cổ phiếu này. Nhìn về trend kỹ thuật như này thì ngắn hạn chúng ta sẽ kỳ vọng tuần tới ở khoảng quanh vùng 112.5, chúng ta lưu tâm vùng kháng cự này. Phân tích một số các mã cổ phiếu nhóm ngành trụ liên quan đến bảo hiểm. Thì đối với BVH ở nhịp này cũng đang hướng cái vùng kháng cự 59.5 đến vùng 60, và tuần này thì nó tiếp tục công lại vùng 58 cộng, tuy nhiên là vẫn chưa thành công đúng không anh chị. Đây là những cây nến quay trở lại test. Thì cái vùng test kỹ thuật của nó là vùng 55.5 đến vùng 56.5, và điểm sâu hơn thì có thể tính toán là vùng 54. Nhìn chung thì về xu hướng kỹ thuật ở trong tuần giao dịch mới thì nó vẫn tiếp tục quay về cái điểm này, điểm 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 hỗ trợ kỹ thuật này để nó kiểm tra thêm cung cầu và sẽ đánh giá thêm. Nhìn chung thì đường MACD đang có xu hướng đi ngang này thì nó thể hiện rằng là cổ phiếu đang có một cái sự kháng cự nhất định nào đó. Đối với BMI hiện tại thì thanh khoản cũng đang khá là thấp và xu hướng chủ đạo thì nó đang tích lũy, và tuần này thì nó cũng chưa thể công được cái vùng, chưa thoát được cái vùng biên ở đây là vùng 28.5 đến vùng 292. Đây nó là vừa cái biên trước đây thì nó là cái biên hỗ trợ, thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự. Tuần tới thì khả năng nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 28, 275 đến khoảng vùng 28, thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái xu hướng vận động của cổ phiếu ở đây. Ở MIG, đối với MIG thì lưu tâm các anh chị là chúng ta không nên đua xanh đó, và cách thức để mà tiếp cận những cổ phiếu này là chỉ nên mua ở tại cái vùng hỗ trợ, như vậy chúng ta sẽ thắng. Tuần tới dự kiến nó sẽ chỉnh lại ở quanh vùng 23.5 và thậm chí nó sẽ quay lại nền 22.5 đến khoảng vùng 23. Nói chung là nhóm ngành bảo hiểm hiện tại là chưa có nhiều các cái động lực. Rồi phân tích một số các mã cổ phiếu trụ nằm trong nhóm ngành bán lẻ. Thì nhóm ngành bán lẻ là trong cái giai đoạn vừa qua thì nhóm ngành bán lẻ đã bị đạp rất là mạnh. Kể cả P&G nó cũng đạp từ vùng 130 và nó đã có 2 tuần để xây nền ở quanh vùng 110, 112. Nhìn về mặt ý đồ thì P&G đây này có phân tích ở đây đúng không? Đường MACD thì nó đang bắt đầu thu lại, như vậy là có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt và nó cần cái tín hiệu đường giá mạnh mẽ hơn ở đây. P&G trong tuần thì nó đã có điểm tích lũy ở 110, 112. Nhìn chung thì nó sẽ đẩy lên khoảng kháng cự ở đây nó đâu đó khoảng vùng 117, rồi nó sẽ có những điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây thì chúng ta đánh giá thêm. Nhưng nhìn ở trên góc độ kỹ thuật thì P&G cũng đây là vùng hỗ trợ đấy các anh chị đó, thì nó hoàn toàn nó có thể có một cái nhịp kéo lên ở đây đó. MVG trong tuần vừa qua thì MVG đã có một cái lực 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 đánh về dòng tiền rất là mạnh sau khi mà nó chạm cái vùng hỗ trợ phân tích đây vùng 60. Về bản chất trong tuần đã có những thời điểm thủng vùng 60, tuy nhiên là cái nến kết phiên thì nó đều nằm ở trên vùng 60 đó, thì như vậy là chúng ta thấy rằng đây là một cái hỗ trợ rất là tốt của MVG. Nó có hai cây nến xanh và phiên này là một cây nến thứ ba xanh nhẹ đó, tuy nhiên là nó không không đóng cửa được ở vùng cao nhất. Tuy nhiên nó cũng thể hiện được một cái đà tăng rất là tích cực của MVG. Như vậy thì sang tuần mới, sau một cái giai đoạn mà nó chỉnh giảm, ok anh chị, nó sụt giảm về đây và chúng ta đã bắt đầu hình thành được một, tức là nhìn thấy được một cái tín hiệu kỹ thuật nó tích cực hơn. Đó, vậy thì tuần tới nếu như cổ phiếu này khỏe thì nó sẽ test về quanh 64 thôi, còn yếu á, thì nó sẽ phải trả cung về sâu hơn một tí. Và thuần về kỹ thuật thì nó sẽ ở khoảng vùng 62.6 đến khoảng vùng 63. Đấy là những cái vùng mà theo cái kinh nghiệm của Hùng Lê thì nó sẽ đạp như vậy để nó trả hết những cái tài khoản nào mà đua xanh hoặc là họ chốt chiếc các thứ, và nó cần thêm cái sự tích lũy nền ở đây trước khi mà nó bắt đầu một cái nhịp kéo tiếp. Xu hướng thì là đẹp rồi, các anh chị nhá.
PET, như vậy là PET ở trong tuần thì PET cũng đã chính thức công lại được cái vùng kháng cự ở đây, nhưng mà cái động lực để đi là không có, lên đến vùng 35 là thôi chấp chới ở đây và đóng cửa 34.7. Nhìn lực cầu nó đang bị cạn như này thì nó cũng cũng khó lắm. Nói chung là tuần tới khả năng nó lại lại quay lại để test lại ở khoảng vùng 33.5 để kiểm tra lại xem cái vùng 33.5 này mà tích lũy thành công không thủng và cầu bắt trở lại thì nhịp này chúng ta có thể hướng đến ở cái vùng kháng cự nhỏ nhỏ của nó ở đây là vùng 40. Đoạn này thì cũng chỉ chấp nhận đánh ở những cái vùng rất là ngắn như vậy, target rất là ngắn như vậy thôi các anh chị. DGW ở trong tuần sau khi mà nó test kỹ thuật ở đây đấy, để chúng ta view lại một tí này đó, thì có nói rồi, tức là nó có hai điểm, một là nó sẽ ở 53, hai là điểm sâu hơn thì chúng ta có thể vòng ở 50 đề phòng. Vậy thì trong tuần vừa qua nó về đến 53 và nó có ba cây nến kéo lên đó, kéo lên ở đây thì chạm kháng cự rồi đó, lên đến vùng 65 này là kháng cự rồi, 65 64 65 đây là vùng kháng cự rồi, thì cái vùng này là không nên mua nữa, vùng này kiểu gì nó cũng đạp một vài cây đó, khả năng là sang tuần tới nó đạp một vài cây. Đạp mà khỏe thì nó sẽ về khoảng đó, quanh quanh đây. Khỏe khỏe thì nó sẽ về ở khoảng chỉnh cung lại khoảng quanh vùng 58, nó tích lũy thêm. Cổ phiếu hàng xanh, ô tô hàng xanh. Hàng xanh thì như chia, hàng xanh chia cổ tức này. Đồ thị nó bị tụt như này là chia cổ tức này, trong tuần chia cổ tức này. Hôm chưa có chỉnh lại được cái chart chia cổ tức tại vì là cũng không không để ý đến con này. Trong tuần thì cũng không phân tích, nhưng mà bây giờ đây chúng ta sẽ ngắm lại một tí. Rồi ok, chúng ta sẽ nói đến sao chia các anh chị nhé. Sao chia thì như vậy là hàng xanh sẽ có ở khoảng vùng 17.2 đến khoảng vùng 18, đấy là cái vùng mà hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của hàng xanh để khả năng tích lũy tạo nền và nó bắt đầu một cái sóng tăng mới. Và nhiệm vụ của nó sau khi mà nó tích lũy thành công cái đó thì nó cần phải break vùng 20 sao chia đó, và khi mà break thành công vùng 20 sao chia rồi thì khi đó thì chúng ta mới có thể tính toán một cái trend kỹ thuật nó dài hơn, và cái vùng 20 sẽ là vùng cản sao chia của ô tô hàng xanh. Đó, những cái này là chúng ta phải bỏ đi, bởi vì khi thêm một cái nữa là cùng lưu ý với các anh chị này, tức là một số các anh chị ấy là đang bị nhầm tưởng về cổ tức. Một số các anh chị nhắn tin bảo là em ơi, giá trị cổ phiếu của anh đang 100 triệu. Bây giờ anh nhận thêm 1.000 1.000 đồng trên một cổ phiếu nữa. Anh đang nắm 1.000, như vậy là sau khi chia cổ tức là anh sẽ có 110 triệu. Mọi người bị hiểu sai về cái cổ tức rồi. Tại cái thời điểm mà các anh chị doanh nghiệp của anh chị nắm chia cổ tức thì giá trị của doanh nghiệp của anh chị sẽ không đổi. Tức là ví dụ như là tại thời điểm chia là 100 triệu thì tại thời điểm đó các anh chị cũng chỉ có 100 triệu thôi, chứ không phải là nhận 1.000 cổ phiếu là chúng ta có thêm 10 triệu nữa đâu. Đó, cái số tiền mà các anh chị nhận về nó giá trị thì nó sẽ giảm vào cái giá trị của cổ phiếu. Đó, ví dụ như là giá trị tại thời điểm mà chúng ta chia là giá trị tham chiếu của nó là 101.000. Ví dụ như vậy, và họ chia cổ tức cho anh chị 1.000, tức là giá vốn của cổ phiếu khi đó không phải là 101 nữa mà nó chỉ còn lại 100.000, ví dụ như thế. Tức là anh chị nhận về 1.000 thì nó sẽ trừ trên cái giá vốn, giá trị của cổ phiếu tại thời điểm chia. Cho nên là chúng ta tại cái thời điểm chia là chúng ta không có nhận được cái gì hết trơn đó nhá. Nhận bằng cổ phiếu cũng như vậy và nhận bằng tiền cũng như vậy, chỉ có chia xong cổ phiếu lên thì khi đó nó mới được nhận. Chứ một số các anh chị bảo là em ơi đang như thế này tốt quá, nhận 5.000 đồng trên một cổ tức, 5.000 đồng trên một cổ phiếu, như vậy là anh dự kiến là anh mua 100 triệu, như vậy là sau khi mà anh mua xong thì nó sẽ thành 100, ví dụ 5.000 đồng mà anh đang nắm giữ bao nhiêu đó thì là cứ nhân lên là cái số 5.000 đồng nữa là cái phần gốc là anh không đổi và anh được nhận thêm cái cổ tức đấy, là thành ra ví dụ đang 100 triệu thành 120 triệu là bị sai nhá, chúng ta lưu ý như vậy. Bởi vì chia là giá vốn nó bị tụt xuống luôn. Đó, giá cổ phiếu nó bị tụt xuống luôn bằng cái số chúng ta chia. Chúng ta lưu ý như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành cổ phiếu thép thì đến thời điểm hiện tại trong các bản tin tuần thì đã có đề cập rồi, đó là giá thép của thế giới đang đi xuống rất là mạnh. Cái trend chủ đạo của giá thép thế giới đang là trend giảm, và một phần được lý giải rằng là Nga đã bán phá giá cái giá thép vào thị trường châu Á. Chính vì vậy nên đã làm cho giá thép có những cái dấu hiệu suy giảm trên thị trường. Đó, sau khi mà nó không xuất khẩu được ở sang các cái liên minh châu Âu EU với như vậy thì Nga đã bán sang như vậy, đấy là cũng một trong những nguyên nhân khiến đến giá thép đã giảm trong thời gian vừa qua.
thì cái việc giá thép giảm thì nó sẽ kìm kìm hãm cái sự đà tăng của nhóm thép và nó sẽ thiếu đi cái sự động lực nhất định nào đó. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy rằng là khi P tăng, khi WTI tăng một cái thì ngay lập tức là ngày hôm đó là nhóm P nó nhảy múa kinh lắm. Thì thép nó cũng như vậy, nó ảnh hưởng đến cái giá thép của thế giới, và đến thời điểm hiện tại thì giá thép thế giới chưa phục hồi. Cùng với thời điểm đó thì như vậy là giá thép ở trong nước, cổ phiếu thép ở trong nước thì nó cũng đang đi ngang trong một cái xu hướng tích lũy. Và cái quá trình tích lũy đó thì cũng cũng không biết khi nào nó sẽ kết thúc các anh chị. Trừ khi là trường hợp là giá thép thế giới ngày mai bật tăng trở mạnh và nó chuyển từ trend giảm sang cái trend tăng. Thì ở đây Hòa Phát thì chúng ta nói rất là kỹ rồi, ở khoảng quanh vùng 22.5, và khả năng thì xu hướng nó sẽ vẫn tiếp tục test cung tích lũy ở quanh vùng 22.5, vùng quanh vùng 22, và nó có cản ngắn là vùng 23.5. Ở Hoa Sen trong tuần vừa qua thì nhìn chung Hoa Sen chủ đạo là đi ngang ở quanh biên 17.7, tức là cái biên kháng cự đây, gần như nó đi cũng tích lũy là rất là dài rồi. Hai phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm thì lực cầu khá là tốt, tuy nhiên là về đường giá thì nó chưa ổn. Ở mục tiêu ngắn hạn thì nó vẫn có cái vùng kháng cự 20 ở đây, chúng ta lưu tâm. Nam Kim ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung Nam Kim cũng chưa thể vượt thoát được cái vùng kháng cự 20 đến khoảng vùng 20.5 ở đây. Và nhìn về mặt xu hướng thì nó vẫn còn có những cái đường giá có thể quay lại test cung lại ở khoảng quanh vùng 18.5. TVN trong tuần gặp hộ kháng cự 8.5 và hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 7.7. TLH ở đây kháng cự của nó là vùng 10 và biên tích lũy của nó là vùng 8.7 đến vùng 9. Ở trong tuần vừa qua thì cũng có nói đến cổ phiếu VGS là nó có những cái tín hiệu kỹ thuật cũng hiện tại cũng đang tương đối tốt rồi, và trong tuần thì nó đã có một cái tín hiệu giá được đẩy lên gặp cái vùng kháng cự 17.3 đến vùng 18, và vùng này thì nó chưa thể bứt thoát được đó, với lực cầu nó cũng đang khá là yếu. Như vậy thì tuần tới có thể nó sẽ test nhẹ về đây, xong đó nó sẽ kéo tiếp, tức là test nhẹ về 1/2 cái thân nến xanh ở đây, nó rơi vào khoảng tầm giá vùng 16.7 đến khoảng vùng 16.8. Rồi bây giờ thì chúng ta đi phân tích sang nhóm ngành tiếp theo, cũng rất là quan trọng, đó là nhóm ngành dầu khí. Thì đến thời điểm hiện tại thì nhóm ngành dầu khí hiện tại WTI đang giảm các anh chị, và một số các cái nguyên nhân dẫn đến cái việc giá dầu giảm đó là cái đường ống Nord Stream 1 đã được nối lại với công suất hình như đâu đó đã đạt được khoảng tầm 40% hay sao, 40% so với từ cái thời kỳ khủng hoảng, tức là từ không mà nó nâng lên được tầm 40% rồi. Cung cấp lại khí đốt cho châu Âu, cho thông qua đường ống dẫn đến Đức, thì điều này nó cũng sẽ làm giảm bớt đi cái sự căng thẳng về năng lượng. Và đâu đó cũng có nắm thêm được một cái thông tin nữa là cái việc mà dầu ở Syria là đã được khôi phục trở lại sau một cái giai đoạn mà nó bị gián đoạn do khủng bố. Chính vậy nên là giá dầu đang có thiên hướng giảm xuống. Thì về mặt kỹ thuật đó, thì giá dầu giảm đấy là một cái điều rất tích cực đối với nền kinh tế. Và trên thực tế thì trong tuần vừa qua giá xăng, trong 2 tuần vừa qua nhỉ, không nhớ, nhưng mà ít nhất là trong tuần vừa qua thì nó đã có một cái nhịp điều chỉnh khoảng 3.600. Như vậy là giá xăng đã tiệm cận, đã giảm từ mắc ở từ vùng 32 mà xuống quanh đó khoảng quanh vùng 25, như vậy cũng khá là ok rồi. Và chúng ta kỳ vọng thêm một cái nữa là xăng sẽ WTI sẽ giảm xuống, và xăng của chúng ta sẽ đâu đó khoảng tầm độ 23 đến khoảng 22 nghìn trên 1 lít, thì đấy là một cái yếu tố rất là tuyệt vời, theo mình nghĩ là như vậy. Và khi mà cái giá xăng đạt được như vậy á, thì cái việc kiểm soát lạm phát của 6 tháng cuối năm sẽ rất là ok, và chỉ số CPI và GDP của năm 2000, CPI, các cái chỉ số tiêu dùng thì nó sẽ giảm xuống, và GDP sẽ tăng lên. Đó, như vậy thì nó sẽ phản ánh cái sức khỏe của nền kinh tế nó sẽ tốt lên. Và đương nhiên khi xăng mà giảm xuống á, thì rất nhiều những nhóm ngành hưởng lợi, ví dụ nhóm ngành vận tải, ví dụ nhóm ngành bất động sản, rồi bản thân chính người dân của chúng ta cũng là những người được hưởng lợi các anh chị, đúng không ạ? Ở trước như trong những ngày căng thẳng chúng ta đổ xăng 32.000 một lít, bây giờ chúng ta đổ xăng xuống còn có 25.000 một lít nữa, đúng không ạ? Như vậy là nó đã giảm bớt cái sự căng thẳng, nó sẽ giảm bớt cái sự chi tiêu về tài chính của chúng ta, và nó dẫn đến giá các cái mặt hàng thực phẩm nó cũng sẽ giảm theo, vân vân và vân vân. Thì như vậy là cái dấu hiệu WTI giảm nó là tốt.
Đó, rồi xăng giảm nó là tốt. Tuy nhiên khi VGTI giảm thì nhóm P nó lại không được hào hứng lắm đó các anh chị, thì chúng ta cũng phải qua những cái giai đoạn đó thôi, đúng không ạ? Đối với gas thì trong tuần vừa qua cái yếu tố tạo lập của gas tương đối là mạnh, tương đối mạnh anh chị. Dự kiến trả cung quanh vùng 95 96 và nó chỉ test ở trong một cái cây của ngày thứ hai thôi, sau đó thì nó break luôn vùng trăm. Sau break vùng trăm thì nó đánh tương đối mạnh và đây gas nó bắt đầu nó có cái sự chuyển pha, và chính cái sự chuyển pha này nó đã giúp cho cái xu hướng cổ phiếu tốt lên. Tuần này nó chạm với vùng kháng cự ở đây, đó là vùng bao nhiêu ta, vùng kháng cự ở đây vùng 118, vùng 110 vùng kháng cự, thì nó sẽ phải quay trở lại kiểm tra cung cầu kỹ thuật, và theo quan điểm vùng thì nó sẽ tích lũy thêm ở vùng 103, 105 nó là hợp lý trước khi mà có thể kéo lên vùng 115. PLX trong tuần cũng đã có một phiên hai phiên đánh cực kỳ tốt sau khi mà chúng ta có nói đến vùng 39.55 đến vùng 40, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của PLX. Nó đã đánh vượt thoát vùng 42.5, tuy nhiên là đến kết tuần thì lại bị thua mất ở vùng 42.5, nên là nó sẽ quay trở lại khả năng 41.2, đấy là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Rồi PVT, PVT trong tuần thì cũng đã có một nhịp đánh tương đối tốt, nó đánh về được vùng 20 cộng. Tuy nhiên khi về đến đây thì cái bốn phiên nó có bốn cây nến, nó cũng không thể break vùng 20 cộng được, và phiên kết tuần thì nó đang có xu hướng trả cung lại vùng 19.5, nên là tuần tới sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng này. PVS trong tuần vừa qua chủ đạo thì nó vẫn đang nằm ở trong một cái biên tích lũy, thì chúng ta lật ngược lại cái tình thế ở những cái thời điểm mà những cái phiên giao dịch ở khoảng ngày mùng 7 tháng 7 đi, ở những bản tin tuần đó thì cũng đã có dự báo những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là sát của PVS ở đây, đó là vùng 21.5, và thậm chí là chúng ta có thêm cả dự phòng ở vùng 19.5 vùng 20, và đã có hai cái cây nến ở trong cái tuần cũ, đúng không ạ, kéo lên, và sau khi nó kéo lên thì nó chắc chắn nó sẽ test cung, nó sẽ test cung, và tuần vừa qua thì nó test khá là đẹp ở quanh vùng 23 đến vùng 23.5, chứ còn vùng 22.5 là chưa lên, chưa chưa đến nơi. Vậy thì cái xu hướng tuần tới của nó là như thế nào, thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ có hai vùng này, vùng 23 và đến khoảng vùng 22.5, đó là quan điểm với tuần cùng, là nó cần phải quay trở lại những cái vùng test kỹ thuật này đó để nó ổn định cung cầu rồi nó xây thêm, và hiện tại lực cầu nó đang khá là thấp như này thì gần như là P chưa 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 chạy được, phải khi mà các cái nhóm ngành khác nó chốt đấy và tiền nó mới luân chuyển sang P. Còn P trong cái giai đoạn này này, trong cái giai đoạn này là P đánh rất tốt này, đó trong cái giai đoạn này và những cái giai đoạn trước đây P đánh rất tốt, chính vậy nên là bây giờ tiền nó sẽ đi chốt xong rồi nó sẽ đi tìm những cái nhóm ngành khác. Thì đối với PVD trong tuần vừa qua nó tiếp tục công kháng cự 17.5 không thành, chính vì vậy nên nó sẽ quay lại test, và những cái điểm test kỹ thuật có thể dự kiến ở khoảng quanh vùng 17, điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn phải tính toán ở đây đó là vùng 16, 16.5, đó là những cái vùng mà ở những cái vùng dự kiến mà cổ phiếu có thể quay trở lại để kiểm tra cung cầu. Oil trong tuần vừa qua thì oil cũng đã có một nhịp đánh khá là tốt từ vùng 11.5 và bắt đầu tiềm cận được cái vùng kháng cự 12.8 đến khoảng vùng 13. Tuy nhiên đây là vùng kháng cự ngắn nên là khi chạm với vùng kháng cự này thì nó lại có xu hướng chỉnh cung và chỉnh đẹp. Nếu mà chỉnh đẹp có nghĩa là đây, chỉnh đẹp chính là điểm này, đó là vùng 12.3. Tuần tới mà nó tích lũy thành công ở vùng 12.3 sau đó lực cầu tiếp tục quay trở lại thì cái khả năng để mà nhịp này mà oil mà đánh break, oil mà đánh break vùng 13 để hướng lên cái vùng kháng cự cao hơn ở khoảng vùng 14, 14, 15 là hợp lý. POVK trong tuần thì nó cũng đã có một lực long, và lực long này thì chúng ta cũng có kháng cự 13.8 đến khoảng vùng 14 ở đây, chưa chưa đạt được kháng cự nhưng mà nó nói chung là lực long này cũng tạm ổn, tức là như quan điểm Hùng trình bày ấy, thì cái giai đoạn hiện tại mà cứ cứ được khoảng tầm độ 3-5% là rất ok rồi. Thì ví dụ như chúng ta đấy, phiên ngày thứ hai chúng ta có mua được ở quanh 13, và sau đó thì cái điểm cao nhất của POVK đạt được ở đây là 13.65 thì Hùng cho là bán, chúng ta bán 13.6 đi, tức là 0.6 mà 0.6 mà chia cho 13, như vậy là cũng được khoảng 4.6% các anh chị, như vậy là cười rồi. Đấy, giai đoạn này là cứ 3-5-10% là cười hết đó, bởi vì là chúng ta không có những cơ hội cầm dài đâu, những cơ hội cầm dài gần như là chúng ta sẽ bị mất đi cơ hội đó, ví dụ như vậy. Rồi chúng ta bán đi, và tuần tới này thì chúng ta lại cân lại quanh 13-12.8,
rồi đâu đó nó lại được hồi lên được khoảng tầm 3-4% thì chúng ta lại bán. Đó, ngắn ngắn như vậy thôi chứ còn khó lắm. Ở BSR cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với BSR thì chúng ta đã có những cái phân tích khá là sát về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 22, sau đó thì có nói đến vùng 23-23.5. Tuần này thì nó công vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 26-25.5, vùng 26, vùng này là vùng kháng cự tương đối dày. Chính vậy nên là nó sẽ mất khoảng thêm khoảng tầm độ 2-3 phiên nữa. Đó, ít nhất là khoảng tầm phiên ngày thứ 3 đến ngày thứ 4 thì khi đó chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng chịu tải của BSR ở khoảng quanh vùng giá 24. À, xin lỗi cả nhà, vùng 25.5 đến khoảng vùng 26. Rồi, ở nhóm P thì chúng ta sẽ phân tích như vậy. Và đến thời điểm hiện tại thì nhóm P xu hướng chủ đạo nó đang tích lũy tạo nền thêm, đúng không anh chị? À, bây giờ thì cũng sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản xây lắp hạ tầng. Đó, chúng ta sẽ điểm qua nhanh cái nhóm này. Và cái nhóm này cũng là một cái nhóm ngành rất là quan trọng. Nó sẽ có những cái hiệu ứng rất là tốt cho thị trường và nếu như index cùng nói như vậy, nếu như index muốn break vùng 1.200 điểm thì chắc chắn phải cần đến sự trợ giúp của nhóm này. Ok, thì đối với DIG nó là một trong những con cổ phiếu gọi là xương sống của ngành bất động sản, đúng không anh chị? Khi mà nó đỏ cái thì thôi là cả thị trường chạy toán loạn luôn, mà khi nó xanh tím cái là thôi rôm rả luôn. Thì cổ phiếu DIG có chia cổ tức, tuần vừa qua chia cổ tức và giá sau chia sẽ là 33.5 đến khoảng vùng 35, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó. Thì dự kiến là khả năng thì nó sẽ có thêm những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật và kháng cự sau chia đó là khoảng vùng giá 40. Sell cũng là một cái mã cổ phiếu mà cái tính hiệu ứng rất là cao. Đó. Thì đến thời điểm tại tuần vừa qua là một cái tuần giao dịch rất là tốt của sell sau khi nó break vùng 30. Tuy nhiên là cây nến kết tuần thì nó hơi xấu. Test hơi sâu. Test như này là coi như tuần tới lại test lại về 30, chắc chắn là test lại vùng 30 và thậm chí là có thể lại quay nhúi lại vùng 28 cơ. Đấy, test vùng 30 là khỏe, còn nhúi lại về vùng 28 thì hơi hơi đuối, bởi vì là trong cái giai đoạn vừa qua thì gần như nếu mà chúng ta không chốt lãi thì chúng ta lại bị mất lãi, tức là nó khá là lình chình. LDG chúng ta phân tích xem nào. LDG thì trong tuần vừa qua cũng đã có những thời điểm đóng ở trên 10 cộng, tức là nó đã break được cái vùng kháng cự ở đây. Tuy nhiên kết tuần lại đuối thôi, lại mất vùng 10 là lại đuối. Tất nhiên là cái lực các anh chị nhìn thấy đây, đó là cái lực cầu nó bị sâu hoãn xuống như này, thì đấy cũng có thể hiểu là những cái lực test cung, những cái lực test cung kỹ thuật. Thì khi mà những cái lực test cung kỹ thuật mà nó ở một cái cung cầu thấp như vậy thì đấy cũng là một cái tín hiệu tích cực của cổ phiếu. Nhìn chung thì Hùng vẫn lấy cái vùng 9.35 đến khoảng vùng 9.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật, và hiện tại chúng ta có kháng cự 10 và sau đó sẽ đến 11.3. SCR cũng chưa có được cái động lực khỏe, mặc dù tuần này thì nó đã đạt được cái kháng cự 11.2. Đấy, đã có lúc đánh lên gần 12 rồi, nhưng mà cây đến kết tuần nó đóng đúng kháng cự luôn. Cái tuần nó đóng đúng kháng cự, như vậy là tuần mới thì cái việc mà nó đánh vượt thoát lên khả năng là đang khó, tức là nó sẽ phải có cái độ dơ ở đây thì nó sẽ có điểm sâu khoảng vùng 10.8, tức là biên khỏe cổ phiếu này, khỏe là biên 10.8 đến biên 11.2, tích lũy thành công thì chúng ta bắt đầu hướng cái vùng target lên khoảng vùng 14. Chúng ta sẽ phân tích cái C2. C2 trong tuần vừa qua cũng hơi tiếc nuối một tí là vùng 20 vẫn không thể công nổi qua. Tuần cũ đã không qua rồi, còn tuần này vẫn không thể công nổi qua. Về đường MACD thì vẫn đang tạm ổn. MACD đường MAC như này thì vẫn đang tạm ổn, nhưng mà nó phải ránh break qua thì khi đó nó mới rôm được. Chứ còn thế này vẫn chưa rôm được. Ngắn hạn chúng ta vẫn có kháng cự 12 và mục tiêu thì vẫn kỳ vọng ở khoảng vùng 22, khỏe thì sẽ ở khoảng vùng 24. Vùng này thì sẽ chốt nhịp 1, đang hướng cái target nhịp 1 lên đến tầm này. Ok, chúng ta cứ để như vậy đi, chưa có thay đổi. NBB có những cái thời điểm nó cũng đã đánh rất là tốt rồi, lên đến gần vùng 19 rồi mà lại tụt. Đấy, đau thế như này. Lại vùng 17.3, 17.5, tuần tới lại tích lũy lại 17.3, điểm sâu hơn 17.3. 17.3, 17.3, 17.5 tích lũy lại. NBB trong ngắn hạn á, thì nó chỉ còn một cái cản 20 nữa thôi. Nó vượt được cái cản 20 thì như vậy là rất là tốt. Khi đó vượt được cản 20 thì ngon. Đấy, còn cái cản 20 này là cái cản hơi hơi ngán ngẩm thôi. Bay được cản 20 thì là ngon.
FCN trong tuần vừa qua thì nó cũng đang cố công cái vùng 15.5 nhưng vẫn công chưa thành. Tuy nhiên là vẫn không sao. Về xu hướng của FCN thì quan điểm vùng khả năng là vẫn vẫn có cửa thắng. Và cái việc mà công thủng vùng 15.5 thì vẫn được đặt ra trong tuần tới. Và cái nhịp này thì chúng ta đang hướng cái target sơ sơ khoảng quanh về vùng 18, về đến vùng này chốt là đẹp. VCG tuần này tiếp tục công kháng cự 21.2 nhưng mà cái kháng cự này vẫn công chưa thành. Công chưa thành, đóng cửa 21.1. Như thế thì tuần tới nó có thể lắc lại về khoảng quanh vùng 20.5, 20.5. Mục tiêu của em này đó là nhịp này thì sẽ đánh về từ 20.5 và chúng ta sẽ hướng lên khoảng vùng 24 đến khoảng vùng 25. Về đến vùng này thì cũng sẽ là cái vùng kháng cự ngắn, và về đến vùng này thì khả năng là cái lực chốt nó sẽ rất là mạnh. HBC có hai cây nến đánh khá là tốt, tuy nhiên hai cây kết tuần thì trả hơi sâu, tức là như vậy là bị mất vùng 20.5 là không yêu tí nào. Nhìn xu hướng này thì tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 19.3, 10 không, có thể cái điểm sâu nhất có thể là sẽ ở khoảng vùng 19.2, 19.2 đến khoảng vùng 19.4, tức là nó sẽ quay trở lại, nó test lại cung cầu ở cái vùng này, xây lại nền như thế này là phải xây lại nền rồi. Và hai phiên nhả cung thì cái lực cầu nó cũng chỉ đạt được khoảng tầm 3 triệu 7, như vậy là khá là tốt. Đó, em này đánh khoảng trên khoảng 10-12 triệu cổ phiếu là ok. Như vậy thì nó sẽ mất khoảng một phiên ngày thứ hai nữa, theo quan điểm của mình như vậy. Sau đó thì phiên thứ ba có thể bắt đầu sẽ kéo trở lại. Ở đất xanh, cái lực đi của đất xanh hiện tại nó cũng đang hình thành một cái điểm tích lũy. Theo quan điểm của mình là cái điểm tích lũy này của đất xanh là đẹp này. Đó, chỉ có điều là bây giờ tạo lập người ta có cất được cái giá nó lên thôi. Đó, cất được cái giá lên thì để nó xác định cái xu hướng đi tiếp là một cái điều rất là quan trọng. Vậy thì vùng hỗ trợ kỹ thuật vẫn lấy 21 21.5, vùng kháng cự thì chúng ta vẫn lấy vùng 22. Nó có phải có một cái cây nến, ví dụ có một cái phiên mà đất xanh nó xe cứng, nó trần cứng ấy, người ta gọi là dư mua trần cứng đó, và giá nó bật được khoảng vùng 22 cộng thì khi đó cái xu hướng tăng điểm của đất xanh nó sẽ rõ ràng hơn, các chị nó sẽ rõ ràng hơn. Dream House DRH đang trong hành trình công kháng cự vùng 8.75 đến vùng 9 và nó phải break được cái vùng này. Nhìn chung về mặt tín hiệu thì chúng ta sẽ phải cần thêm một cái lực cầu nó tốt hơn, tức là DRH nó phải đánh khoảng tầm trên 3 triệu cổ phiếu trên một phiên. Nền tích lũy thì khá là ok. TDH trong tuần vừa qua, đây chúng ta vẫn nói đến vùng 5.5 và nhìn về xu hướng kỹ thuật này thì nó lại phải trả cung lại vùng 5.5 rồi, lực cầu thì vẫn đang khá là thấp. Và nó cần thêm tín hiệu, như thế này là cần thêm tín hiệu rồi. Cần thêm tín hiệu ở tuần tới để chúng ta xem ở cái vùng 5.5, trong trường hợp 5.5 mà không giữ được thì nó lại quay lại ở vùng 4.7 đến vùng 5. Nhìn chung thì cái vùng 4.7 đến vùng 5 theo quan điểm của Hùng thì khả năng nó sẽ là cái vùng tạo đáy của cổ phiếu này, và chúng ta sẽ bắt thêm nếu có. ITC thì sau một cái giai đoạn mà nó cũng đã hình thành một cái sóng, gọi là sóng tăng, và nó cũng có những cái hướng để gọi là chuyển mình đó, thì chúng ta sẽ nói đến ở khoảng quanh vùng 10.4, đó là cái vùng mà các anh chị có thể canh gom thêm. Mục tiêu ở trong nhịp này sẽ là 12 đến khoảng vùng 12.5, đó là vùng giá mục tiêu ngắn hạn. Nam Long thì tuần này vẫn chưa có nhiều các yếu tố đột biến, chủ đạo thì chúng ta vẫn có giá tích lũy ở quanh vùng 37 đúng không ạ, quanh vùng 37, và thậm chí sâu hơn thì chúng ta vẫn phải tính toán vùng 35.5 đến khoảng vùng 36. Đây đang là cái giai đoạn tạo đáy tạo nền của Nam Long, chính vậy nên là chúng ta cứ canh hỗ trợ để chúng ta mua, và chúng ta chia ở trong nhiều ngày. Đối với Khang Điền KDH thì chúng ta có vùng 35.5 đến khoảng vùng 36, đó là vùng mà các anh chị có thể canh gom thêm trong tuần tới. Mục tiêu thì chúng ta sẽ chờ thêm cái lực cầu nó đánh nó khá khẩm hơn, ví dụ như con này nó phải đóng vượt khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu trên một phiên đó. Còn tín hiệu tạo nền như thế này là chúng ta bắt đầu gom dần được rồi.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo nhóm ngành cũng rất là quan trọng đối với nhà đầu tư và đối với gọi là cả thị trường, đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với Vietcombank, chúng ta xem những yếu tố tạo lập trong tuần vừa qua thì Vietcombank đã có những yếu tố tạo lập tương đối là tốt rồi, đúng không ạ? Vùng 71, 71.5 Vietcombank tiếp tục test lại ở trong phiên giao dịch của ngày thứ ba. Kết phiên ở vùng 72.5, khá là gọi là đúng cái vùng chỉ vàng, chỉ đỏ này, đúng không ạ? Đó là gọi là vùng kháng cự ngắn, đóng cửa đúng vùng kháng cự ngắn. Mục tiêu thì trong ngắn hạn thì chúng ta vẫn hướng Vietcombank lên khoảng vùng 74. Đối với Vietcombank là một mã đánh chỉ số, chính vậy nên là chúng ta phân tích để chúng ta nắm được thôi. MBB MBB thì tích cực thì cũng không gọi tích cực, tiêu cực thì cũng không gọi là tiêu cực, gọi là dạng đi ngang. Đó, trung lập, không 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 long không short. Ngắn hạn chúng ta vẫn lấy hỗ trợ kỹ thuật là vùng 25, mục tiêu kháng cự 26.5 vùng 27. Tuần tới thì khả năng nó vẫn sẽ có thêm một hai phiên đi ngang quanh vùng 25.5 ở đây này. Xong đó lực cầu nó phải mạnh mẽ lên, ví dụ như là MBB nó phải đánh tầm 20 triệu, đánh được khoảng tầm 5 7 triệu này thì làm cái gì? Không được. Nó chỉ tích lũy thôi. Đấy. Bit trong tuần thì nó tiếp tục công vùng kháng cự 37 và công vẫn không thành, đúng không? Ba cây công, cây kết tuần thì xấu á, làm cây nến đỏ đặc như này là xấu. Đấy. Và sau cây đỏ đặc thì khả năng sẽ còn thêm một cây test nữa, đấy là xu hướng tất yếu thôi. Ở vùng 35 sâu sâu hơn ở đây đang ngắm ngắm một khoảng vùng 34.5 này, 34.5 khả quan là sẽ test về quanh vùng 34.5. Rồi khi đó mới mới phục hồi hay như thế nào thì chúng ta lại tính tiếp. Công thương ở đây tiếp tục công vùng kháng cự 28 nhưng vẫn công không thành. Đây vùng này hai lần công 28 bị đứt, lần này đang đang có cảm tưởng như bị đứt thế này. Vậy thì tuần tới có biết đứt hay không thì biết ngay tuần tới là nó sẽ chắc chắn là vùng 27 nó sẽ cày bừa qua, nhưng mà cái điểm này này, cái điểm 26.2 này là dễ quay trở lại, thậm chí là có thể thậm chí là có thể vùng 25.5 ở đây. Thì chúng ta đánh giá thêm, nó đánh giá thêm ở đây phiên giao dịch ngày thứ hai ở quanh vùng 26.2, rồi khi đó thì sẽ phán đoán thêm. Tech trong tuần này thì nó cũng đã tiếp tục công kháng cự 38 38.5, đóng cửa phía này thì không được ở vùng cao nhất, đồng thời Tech cũng có một cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 36. Như vậy ngắn hạn thì chúng ta sẽ tạm lướt ngắn ở Tech ở trong cái vùng 36 đến khoảng vùng 38. Đấy, đại loại như vậy thôi. Không có đánh dài được. 3-5% là hạnh phúc lắm rồi. 10% thì cười cả ngày. Đối với HD Bank ở vùng 23.7 23.7 đến khoảng vùng 24, nhìn chung về xu hướng vẫn tiếp tục tích lũy đi ngang ở quanh vùng này. Và trong tuần thì có thể đề phòng thêm những cái điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 23 có khả năng xảy ra. STB vẫn chưa thể có động lực để bứt phá được. STB nó phải đánh khoảng tầm 25 đến 30 triệu thôi. Bây giờ chỉ có đánh được có khoảng tầm 10 triệu thì chưa ăn thua. Nhìn về mặt xu hướng thì nó vẫn tiếp tục đi ngang tích lũy quanh vùng 23, biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn ở vùng 22.2 và biên kháng cự và chúng ta hướng tới ở vùng 24, 24.5. Liên Việt Postbank tuần này nó đã công vùng kháng cự 15, 15.5 nhưng mà cũng công không thành, chạm đến 15 là đứt ngay. Đấy, vùng kháng cự mà các anh chị. Đây này, kháng cự này, kháng cự này. Và xu hướng, thiên hướng kỹ thuật thì có thể quay trở lại ở vùng giá 14. BBB chúng ta sẽ có thêm vùng gom 13.3 đến 13.5. Tuần này thì chủ đạo nó bám biên 14 nhưng mà cái động lực nó đi cũng chưa thực sự là tích cực lắm. Phiên ngày thứ 5 thì lóe sáng thêm được tí nhưng mà cũng chưa ăn thua. 15 16 đây đang là hai cái kháng cự ngắn, lực cầu nó phải tốt hơn. SHB trong tuần này thì nó cũng đã công vùng kháng cự 15 nhưng công chưa thành, và việc công không thành nên là nó sẽ quay trở lại những cái điểm mà trả cung kỹ thuật
Tuần tới dự kiến là khoảng quanh vùng 14 đến khoảng vùng 14.2. Như vậy là nhóm banh thì hiện tại vẫn đang nằm ở trong một cái xu thế tích lũy và lực cầu đang khá là thấp. Chính vậy nên là để mà bứt phá mạnh mẽ là gần như trong thời điểm này cũng chưa nhìn thấy. Tức là kết tuần thì chưa nhìn thấy, nhưng có thể phiên ngày thứ hai hoặc là phiên ngày thứ ba như thế nào đó nó có cái diễn biến gì đấy nó tích cực hơn hoặc là nó có một cái lực cầu tốt hơn thì chúng ta đánh giá thêm. Đối với nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu sau. Đối với mã cổ phiếu VCI, mục tiêu công kháng cự 42 thì chưa công được. Trong tuần này thì cũng đã có những thời điểm công lên được vùng 40 nhưng vẫn chưa thành. Và việc tích lũy lại ở vùng 37, 38 là sẽ có xu hướng nó sẽ xảy ra trong tuần tới. SSI thời điểm hiện tại cũng đi ngang, như thế này là đi ngang. Và mục tiêu công khủng kháng cự 23, 24 chưa đạt. Tuy nhiên thì nó cũng không xấu, vùng 19, 3, 20 vẫn giữ được. Đó. Và tuần tới thì khả năng nó sẽ tiếp tục đi ngang ở khoảng quanh biên 20.5. Rồi là chúng ta sẽ đánh giá thêm ở chỗ này. Đó. Cổ phiếu HCM trong tuần khá là đẹp, công vùng kháng cự 26 và gần như cái vùng 26 là cái vùng kháng cự cuối cùng của HCM ở trong cái nhịp này. HCM đang có những điểm khá là hay. Và cũng chưa bứt được như thế này là chưa bứt được. Tuần tới có thể ở vùng 24 tích lũy ổn định ở vùng 24 là ổn. Được anh chị. Tuần tới trả cung tích lũy nhẹ nhàng ở quanh vùng 24, xây dựng lại đội hình ở đây và sau đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng tiếp theo nó sẽ có một cái nhịp đánh tiếp theo để nó break được cái vùng 26 ở đây. Và khi đối với HCM mà khi mà đánh bay vùng 26, thường thường ấy là nó nhịp này là nhịp test này, nó còn có thể là nó sẽ kéo thêm một nhịp test nữa ở trên này và test ở cung trên thì nó sẽ là đẹp, nó kéo vượt vùng 26 và sau đó test lại vùng 26 thành công. Với lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì như vậy là chúng ta sẽ hướng lên vùng 33.5, vùng 34 ở trên này. Đó, HCM hiện tại đang là khá là ok. Kỳ vọng nó sẽ là điểm sáng để mà lead dòng chứng khoán. MSB là nhóm ngành ngân hàng. Trong tuần trước thì cũng có hình như gọi đúng rồi, có phân tích cho các anh chị cái nhóm ngành có phân tích thêm cái MSB. MSB với cả ABB. Đó, thì đối với MSB trong tuần này nó đánh khá là tốt này. Dự kiến là sẽ công về vùng kháng cự 20. MBS mới là chứng khoán. Thì đối với MBS trong tuần vùng 21.5, vùng 22 là chớm chạm kháng cự và hai cây nến kết tuần thì nó đang nhả cung. Điểm nhả cung này thì dự kiến là vùng 19.1, 19.5. Tích lũy ở đây ổn định rồi khi đó chúng ta nói tiếp. Lực cầu đánh MBS thì đang khá là tốt. CTS thì cũng có những cái điểm bứt lên, tuy nhiên là vẫn chưa chạy được vùng 16.8, 17.3, xu hướng sẽ test lại thêm, xây thêm. BVS tuần vừa qua công kháng cự ở vùng 19.5, vùng 20 chưa đạt. Nhưng nó vẫn có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây rất là tốt trong thời gian vừa qua. Tuần tới thì có thể là các anh chị có thể ke khoảng vùng 18 mấy đấy, 18.5 ví dụ như thế. Đấy, quanh đấy nó sẽ là những cái hỗ trợ. Cái gói hỗ trợ 18 là tốt đấy, nhưng mà tuần tới khả năng là cái biên nó sẽ đi ở quanh vùng 18.5. Xít này. Đó, nói chung là 18.5. Đấy. AGR tuần vừa qua cũng không có nhiều động lực, nói chung vẫn là 10.4 đến 16, tích lũy thêm cản ở ngắn hạn sẽ là 12. Với trong tuần vừa qua nó công kháng cự 11 nhưng công không thành, chính vậy nên là nó sẽ nghỉ ngơi lại ở khoảng biên 10.5, 10.3. Đấy, ở chỗ này thì chúng ta đánh giá thêm ở tuần tới. VND bắt đầu tụt cung rồi, tụt cung cầu rồi.
Và nó vẫn chưa thể vượt thoát được cái vùng kháng cự 19 và nó đóng cửa ở vùng 18.95, suýt soát vùng kháng cự 19. Như vậy thì với một cái động thái này thì khả năng tuần tới VND vẫn có những cái điểm tả cung lại theo cả thị trường thôi. Đó, và những cái điểm test cung lại thì nó có thể ở quanh vùng 18.5. Đó. FTS tuần này vẫn chưa thể vượt thoát được cái vùng kháng cự 40.5 đúng không ạ? Đấy là vùng kháng cự mà chúng ta đã có phân tích này. Và bắt một số anh chị em có hỏi bắt thì ở vùng 36.7, 36.7 đến khoảng vùng 37 bắt thì ở cái vùng kháng cự này tạm thời bán ra. Đúng không? Xu hướng thì nó lại tuần tới nó lại test lại thôi, nó sẽ test lại đây này. Chính cái điểm này 30, nói chung là khoảng quanh vùng 37. 37 hoặc là 36.8 một tí, 368 37 đó. Đúng đấy. Rồi, bây giờ thì cũng sẽ đi sang một nhóm ngành tiếp theo, đó là nhóm ngành thủy sản gồm mã cổ phiếu CMX. Thì đối với CMX trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta ngắm như nào? Thứ nhất đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật này 15.7 16, các anh chị có thể canh gom. Sau đó biên 15 15.5, đấy là đang là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và cái đích mà hướng đến cái target đầu tiên mà chúng ta hướng đến nó là vùng 7.5 vùng 18. Thì thông thường là cổ phiếu nó sẽ đánh đánh theo cái kiểu như vậy, đánh nó sẽ kéo qua vùng 7.5 mà nó test lại một tí đó, ví dụ thế, và sau đó thì nó lại kéo tiếp. Thì đấy là cái cách mà chúng ta dự 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 báo ở trong tương lai. Còn tương lai nó như nào thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm ở cái vùng hỗ trợ cái tuần này. ANV trong tuần có những thời điểm đánh rất là tốt nhưng hai cây nến kết tuần thì khó hiểu quá, không hiểu được ý đồ tạo lập, tức là họ muốn rũ sạch rồi họ mới đánh hay là như nào đây? Thì ở đây nó cũng như vậy, trước khi mà nó đánh một cái nhịp này thì nó cũng có đến tận hai quả long lên rồi sau đó rũ lại về nền, và đây cũng có thể là như vậy. Thì tuần tới xu hướng có thể đánh lại trả lại vùng 44 44.44 đến khoảng vùng 45, và điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn có thể tính toán ở đây, đó là vùng 42.5. Vì cổ phiếu này như thế là cái việc mà hai cây nến này thì khả năng cao là nó sẽ trả về nền, tức là nó trả hết cái nhịp tăng trước đó. IDI cũng trong tuần vừa qua nó cũng đã có những cái điểm đánh rất là tốt và nó đã đánh break được cái vùng 20. Đó, vùng 20 là cái vùng vùng rất là đẹp đây rồi, nhưng mà hai hôm nay thì nó cũng sẽ trả trả hết, tức là đánh thủng mất vùng 20 thì lại xấu rồi. Vì sao xấu? Bởi vì như vậy thì cái khả năng cao là nó sẽ quay trở lại đây rồi, nó không có cái lý do 15 10 19 18.5 18.8. Đấy, 19 đấy là những cái vùng mà khả năng là IDI sẽ quay trở lại. ASM cũng đã có những cái thời điểm rất đẹp là đã break vùng 15. Nhưng mà hai cái đến cái tuần tất nhiên nó chưa xấu hẳn, nhưng mà không đóng được ở trên 15 cộng là không yêu. Đó, hơi hơi đuối. Đúng không? Với xu hướng như hiện tại thì IDI trong tuần tới có thể có những cái điểm mà chỉnh này ở đây này, thì các anh chị có thể canh ở đây này 14 147. 147 147 có thể canh gom thêm. Đó, bắt thêm, có thể bắt thêm ở đây. Chờ một cái tín hiệu kỹ thuật nó đẹp hơn, nó đánh được ao vùng 16 cộng thì khi đó thì có thể mua mạnh hơn, mua mạnh hơn. Ở khi mà đánh được thủng được vùng 16 rồi thì như vậy là chúng ta có quyền kỳ vọng một cái target nó cao hơn ở khoảng quanh vùng 18. Đó, 18 18.5, như vậy là cái target có thể hướng đến cao hơn. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích cổ phiếu ngành than. Thì đối với ngành than hiện tại là giá than thế giới đang giảm. Và cái yếu tố những yếu tố tạo lập của ngành than ấy, thì cũng có phân tích ở trong cái nhịp này, nhịp trước ấy. Thì ở cái nhịp này nó cũng tương tự như vậy, khi một cây nến tăng lên thì bao giờ cũng có nó rồi, nó sẽ có khoảng tầm 3 cây nến trả cung, trả lại cung, và chúng ta có dự báo một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Các anh chị nha, chúng ta có dự báo một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. So với cái việc là chúng ta cắm đầu cắm cổ chúng ta mua trong những phiên xanh này thì Hùng Lê rất tỉnh cái nhóm này, bởi cái nhóm này là cái nhóm gần như là
là mình theo sát hàng ngày luôn á, mình theo sát những cái tín hiệu kỹ thuật hàng ngày luôn á. Nên là ít nhất là chúng ta có dự báo những cái vùng chỉnh cung, thậm chí là đây ví dụ như là có ví dụ nhá, nói như ví dụ TVD là 15-15-2 nhưng mà có cái nến này vẫn thủng vùng 15-2 trong phiên. Tất nhiên là kết tuần thì như vậy là TVD nó chưa thủng cái vùng hỗ trợ dự báo 15-15-2. Đó, như vậy thì chúng ta dự báo một cái vùng hỗ trợ như vậy để làm gì? Để có cân thì chúng ta sẽ mua ở cái vùng này thì nó đỡ rủi ro hơn, đúng không anh chị? Đó, những cái tài khoản mua ở vùng 16 năm đấy, với so với việc chúng ta mua 15 như vậy là chúng ta lãi rồi, lãi hơn so với những cái tài khoản mà mua đua ở giá cao. Đó, ví dụ vậy. Thì nhìn về mặt thế trận như thế này thì than chưa bật được. Như vậy là tuần tới đối với TVD nó vẫn còn có những vùng test quanh vùng 15. Thậm chí là nó có thể có những điểm lún sâu ở trong phiên như này là 14.5, hoàn toàn có thể có những điểm như vậy. Nói chung là nhóm than này có nó có những cái yếu tố kỹ thuật mà nó đánh hay lắm, nên là mình chỉ cần nắm được những cái quy luật vận động thôi là chúng ta có thể, thì đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể canh các anh chị nhé, canh để chúng ta gom, đúng không? Nhóm than thì Hùng rất là yêu thích và thường xuyên đánh cái nhóm này. CST đó, vậy thì sau khoảng tầm 2 cây nến 3 cây nến chỉnh cung, và đối với CST chúng ta cũng đã có dự báo ở khoảng quanh vùng 15.4, mặc dù là có những cái thời điểm nó tụt đến tận 15. Đó, như vậy là cái câu chuyện là gì? Dự báo nhưng mà tất nhiên là nó không thể đúng 100%, nhưng ít nhất là khi mà chúng ta dự báo như vậy thì chúng ta sẽ có những cái giá vốn khá là ok. Đó, chúng ta mua ở vùng này và lên đến đây thì có thể bán được rồi. Hôm nay chốt 16.5, hôm nay có chốt một ít ở 16.5. Tuần tới thì có khả năng chúng ta sẽ có thêm được cái sự kỳ vọng nó cao hơn một tí ở khoảng quanh vùng 17 hoặc là 17.5. Đây sẽ là những cái vùng mà sẽ canh chốt. Chốt xong thì nó rơi xuống lè tè thế này thì ta lại mua. Đó, không có vấn đề gì cả. Quanh 5 ngày tháng chỉ có đánh than thôi. TDN có dự báo cái khả năng là nó sẽ test về lại 1/2 thân nến ở đây là khoảng quanh vùng 13.2. Nhưng mà TDN thì nhịp này hơi đuối. Nhịp này hơi đuối nên là sẽ ở đây thôi, nó sẽ ở vùng 12-12.1. Như vậy là về đây ta lại gom. Đó. Nó hồi lên khoảng 12-12.1 mà lên đến tầm 13-5-14 là lại ngon đấy. Đối với THT như vậy là chúng ta có dự báo những cái vùng chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 12.5. Đó, nhưng mà vùng 12.5 là bị thủng thì trong tuần vừa qua nó có biên 12-12.2, như vậy là tuần tới thì cái biên này chúng ta có thể gom thêm, gom dần được. Đó, biên này có thể gom được và nó hồi này. Đối với cổ phiếu than là nó đánh khoảng 2 cây, nó thường có những cái kiểu hồi là 2 cây nó xanh lên sau đó nó chỉnh. Và chúng ta sẽ mua ở những cái vùng hỗ trợ. Đấy. NBC sau khi mà nó tiệm cận đến cái vùng kháng cự ở đây là vùng 17.5 trong một cái cây nền đánh rất tốt trong phiên giao dịch của ngày thứ 6. Thì chúng ta có dự báo lại ở vùng 16 và trong tuần vừa qua thì nó đi khá là sát ở biên 16. Và có thể là nó có thể có giá sâu hơn. Đó, nếu mà chúng ta đặt mua quanh vùng 15.5 đến khoảng vùng 16. Đó, chúng ta giữ những cái vùng hỗ trợ như vậy để chúng ta canh, chúng ta gom canh chị nhá. Rồi, chúng ta đi phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo đó, có thêm một mã cổ phiếu TC6 nữa đang bị thiếu. TC6 thì dự chỉnh cung ở quanh vùng 9.6, tuần này thì nó đang có những điểm sâu hơn, như vậy thì sang tuần tới đó, chúng ta lại ke thêm ở đây, đó là vùng 9.2. Đó, chúng ta lại gom thêm ở vùng 9.2 đến khoảng vùng 9.3, 9.4, đó, những cái vùng đó chúng ta gom. Rồi nó có một cái cây nến đẹp trời nó đánh kịch trần, đó, thì chúng ta lại bán ra, ngắn gọn như vậy thôi, 3-5-10%. Sang nhóm ngành phân đạm. Đối với BFC hiện tại thì chúng ta có vùng kháng cự 24.5 đến khoảng vùng 25. Vùng kháng cự này tương đối là mạnh, chưa thể break được. Cùng với đó nó có vùng hỗ trợ kỹ thuật 22.5. Có thể gom và vùng kháng cự gần kháng cự có thể bán. Đạm Cà Mau vận động ở vùng kháng cự 30-30.5.
Chưa thể break được phiên ngày hôm nay, kết tuần thì hơi tiếc một tí là Đạm Cà Mau lại bị tụt khỏi cái vùng biên kháng cự, tức là biên 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 tích lũy ở trên vùng kháng cự ấy. Với động thái này thì tuần tới Đạm Cà Mau sẽ có ở khoảng quanh vùng 29. Đạm Phú Mỹ sao chia, Đạm Phú Mỹ sao chia thì phiên ngày hôm qua là đánh khá tốt này, suýt soát chạm được cái vùng 50. Tuy nhiên cây nến của ngày hôm nay thì nó lại hơi xấu, bởi vì nó lại đưa Đạm Phú Mỹ về lại vùng 46 47, chính là cái vùng tích lũy ở đây. Trong trường hợp nếu như mà phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới Đạm Phú Mỹ bị thủng vùng 46, tức là đóng cửa phiên kết vùng 46, thì như vậy là Đạm Phú Mỹ sẽ bắt đầu chỉnh cung. Cái lực tăng nó chỉ đạt được đến đến vùng 50 thôi. Đó. Và cái xu hướng như này thì khả năng là khả năng cao là Đạm Phú Mỹ sẽ về khoảng quanh vùng 43.5 ở trong cái tuần giao dịch mới. Lát ở trong tuần thì chủ đạo là nó công kháng cự vùng 3.5 không thành. Tuy nhiên nó vẫn còn một cái điểm hỗ trợ cái tích cực, đó là vùng 12.5, nó vẫn đang tích khá là tốt. Như vậy thì ngắn hạn thì chúng ta sẽ lấy biên 12.5 là hỗ trợ, kháng cự là 13.5, có thể đảo hàng ở trong cái vùng này. CSV chúng ta ở đây có vùng kháng cự 46 47, và tuần vừa qua thì nó đã công lên vùng kháng cự. Tuy nhiên là điểm công này cũng không thành, hai cây nến kết tuần thì nó bị trả cung lại rồi. Xu hướng trả cung như này thì nó sẽ hướng lại 41.5 đến khoảng vùng giá 42. Nhóm ngành mía đường chúng ta có mã cổ phiếu SBT. SBT thì đang công kháng cự, tuần này chủ đạo nó cũng chủ đạo đi ngang thôi, quanh vùng 18, 18.2. Vùng kháng cự ngắn hạn của nó đây là vùng 19. LSS cũng trong tuần vừa qua cũng không có nhiều yếu tố đột biến, và nó test cung, và nhìn về cách test cung của nó như vậy là khá là ổn. Nó test ở trên 10 cộng thì vẫn được đánh giá là tích cực, và mục tiêu của nó thì vẫn là công kháng cự vùng 11. Một số các mã cổ phiếu penny, chúng ta sẽ lướt qua nhanh một số các mã cổ phiếu penny gồm mã cổ phiếu HVC. HVC cũng đã có một cái lực tăng khá là tốt trong thời gian vừa qua, nó kéo từ vùng khoảng vùng 3.5 và lên đến khoảng vùng 5 rồi, tuần vừa qua nó lên đến vùng 5. Hai cái nền test quay trở lại ở vùng 4.8, ở đây là vùng kháng cự anh chị, thì bây giờ nó trở thành cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, và kỳ vọng là tuần tới nó cũng sẽ ổn định được ở trên vùng 4.8, thì chúng ta sẽ hướng về vùng kháng cự 5.5, vùng 6. JVC tuần này công kháng cự vùng 57 và hỗ trợ kỹ thuật của nó ở khoảng vùng 5.15. VHG thì vẫn tiếp tục bị đè ở vùng 4 đến vùng 4.3, nói chung là vùng này là cái vùng kháng cự tương đối mạnh nên là vẫn chưa thể bứt được. Lực cầu thì cũng đang đánh khá là phập phù. Với tín hiệu này thì tuần tới khả năng là nó sẽ quay trở lại có những điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 3.7. 3.7. Như vậy ngắn hạn thì nó cũng chỉ đảo được vùng 3.7, 4.2, 4.1 các anh chị. Đó thì nó chung chỉ điểm một cái target ngắn ngắn như vậy thôi, còn cũng chưa chưa có những cái target dài hơi hơn. HHS thì ở đây chúng ta có vùng 6.2, nhìn chung thì cũng khá là tốt. Hiện tại thì cổ phiếu này đang khá là ổn. Sau khi nó đánh break vùng 6.2 thì nó tiếp tục nó đi xây ở vùng 6.2 này, như vậy là khá là ok. Mục tiêu ngắn hạn thì HSD sẽ ở khoảng vùng 6.8 đến khoảng vùng 7. Break được vùng này thì khi đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Lực cầu của HSD nó phải đánh ở tầm 6 đến 10 triệu cổ phiếu thì nó mới tốt được, chứ còn nếu mà lực cầu mà đang thấp như này thì nó cũng sẽ khá là khó. Ok, tuần này thì chúng ta sẽ dừng lại tất cả những cái mã cổ phiếu tại đây, và những cái mã cổ phiếu nào các anh chị em của chúng ta quan tâm mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần, thì cũng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi, các cái thắc mắc của các anh chị. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view lại kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua, tuần đáo hạn hợp đồng phá sinh. Thì về cơ bản là chúng ta sẽ có một cái nhóm để chúng ta theo dõi những cái phân tích định lượng về mặt thị trường, về mặt cổ phiếu, và cập nhật những cái diễn biến, những cái chi tiết cụ thể ở trong cái cung thời gian giao dịch trực tuyến. Đó. Thì trong bản tin tuần video số 135 thì cũng đã có đánh giá thêm những cái phần rất là chủ đạo về chỉ số Dow Jones, về giá thép, về giá dầu, về than, về gỗ. Và cùng với đó thì chúng ta cũng đã có những cái đánh giá
về một số các cái nhóm ngành, ví dụ nhóm ngành mid cap, nhóm ngành pen, rồi nhóm cổ phiếu la cap, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, để chúng ta đánh giá được cái sự vận động của thị trường. Trên cơ sở chúng ta đánh giá được như vậy thì chúng ta sẽ cân đo đong đếm để chúng ta dự báo. Các anh chị nhá, dự báo giống như dự báo thời tiết đó, mà chúng ta dự báo xem là ví dụ tuần tới thì chúng ta sẽ có những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật nào và có những điểm kháng cự nào đó mà thị trường sẽ đi qua đó, thì đấy sẽ là những cái mốc rất là quan trọng. Nó giống như một cái cột tiêu đó. Các anh chị đi trên một con đường, các anh chị phải có những cái biển chỉ dẫn để chúng ta biết được là đến cái điểm đó chúng ta sẽ rẽ trái, đến cái điểm đó chúng ta sẽ rẽ phải, hoặc đến cái điểm đó chúng ta phải dừng lại, hoặc là có những cái biển cảnh báo. Ở đây là cái đi qua khu vực này là thường có chó chạy qua đường, đi qua cái khu vực này là hay có trộm cướp, rồi đi qua cái khu vực này là gặp đường trơn trượt, ví dụ như vậy, thì đấy sẽ là những cái biển báo kỹ thuật để giúp cho chúng ta đi định hướng được, chủ động đi được ở trên một cái con đường. Thì trên thị trường chứng khoán cũng như vậy. Cái mấu chốt quan trọng nhất của chúng ta đó là phân tích thành công, phân tích đúng trúng đủ được cái xu hướng của thị trường thì chúng ta đã thắng rồi anh chị ạ. Khi mà chúng ta nắm được cái xương sống của thị trường á, và chúng ta đã rất là chủ động và chúng ta làm chủ cuộc chơi, chúng ta không bị động. Nhưng khi mà chúng ta không nắm được cái xương sống của thị trường á, thì chúng ta sẽ rất là bị động. Chúng ta chạy theo người này, chúng ta chạy theo người kia và chạy một cách loạn xạ ở trên thị trường. Và khi chúng ta chạy một cách loạn xạ trên thị trường đó thì cái xác suất sai của chúng ta sẽ rất là cao. Đó, vậy thì việc đầu tiên, cơ cốt lõi đầu tiên là chúng ta phải phân tích và chúng ta đánh giá được đúng cái xu hướng của thị trường. Mà xu hướng của thị trường nó thể hiện qua những cái điểm gì? Đó là những cái điểm kháng cự của thị trường và những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của thị trường. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta biết được là khi thị trường về đến hỗ trợ thì chúng ta có thể canh gom cổ phiếu, mua thêm cổ phiếu. Nhưng khi thị trường đã đạt đến những cái vùng kháng cự thì chúng ta tốt nhất là nếu chốt rồi thì thôi, nên ngồi nhìn mà xem. Đó, xem mọi người giao dịch. Hoặc là chốt lãi rồi thôi, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta chờ một nhịp mới. Đó, nhịp đạp mới chúng ta đừng có cố đấm ăn xôi, ví dụ vân vân. Thì đấy là những cái kỹ năng sinh tồn ở trên thị trường. Đó. Vậy thì trong tuần vừa qua thì chúng ta sẽ nói đến cái gì? Thứ nhất đó là đối với vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta có nói đến chỉ số VN30 nó sẽ nằm ở vùng 1213 đến 1215 và sâu hơn sẽ là vùng 1208. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại toàn bộ cái chart kỹ thuật của VN30 trong tuần vừa qua. Đây là trên chart 10 năm các anh chị. Đó. Và thì đây là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin tuần ngày 18, ngày 17, tức là kết thúc phiên giao dịch của ngày 15. Đó, thì chúng ta đã bắt đầu ra bản tin tuần. Thì chúng ta thấy rằng là index VN30 của chúng ta ngay lập tức trong phiên giao dịch của ngày thứ hai là VN30 đã quay trở lại test ở vùng 1213, 1215 đây. Và sau khi test cái vùng này á, ngày thứ hai thì test ở vùng này và đến ngày thứ ba, đúng không ạ, thì thị trường tiếp tục, VN30 tiếp tục test về vùng 1208 và điểm sâu nhất của VN30 chúng ta thấy rằng ở đây nó là vùng 1205, tức là nó cũng gần sát với cái dự báo của chúng ta về mặt chỉnh cung kỹ thuật, đúng không anh chị? Như vậy là về đến cái vùng 1208, 1205 đấy là vùng hỗ trợ, chúng ta xem thử nếu mà cái vùng đó thì chúng ta không nên bán ra cổ phiếu nữa, ví dụ thế. Đó, vùng đó chúng ta nên mua. Rồi ok. Cái thứ hai nữa chúng ta còn nói đến đó là cái vùng kháng cự kỹ thuật của VN30 thì cũng sẽ có hai cái mốc kháng cự tuần là vùng 1230 đến vùng 1240, đấy là hai vùng kháng cự tuần của VN30. Thì chúng ta sẽ nhìn ở đây. Đó, VN30 thì chúng ta thấy rằng cái mốc kháng cự tuần đầu tiên đó là vùng 1230 thì nó đạt được trong phiên giao dịch của ngày thứ tư. Lần này cũng 1230. Và nó mất 2 đến ngày thứ 5 thì nó mới công thủ được cái vùng 1230 này để nó hướng đến vùng kháng cự 1240 đấy các anh chị. Đó. Vậy thì trong tuần là VN30 đã đạt được cái mark target mà chúng ta dự kiến, đó là vùng 1240. Các anh chị lên đến vùng này thôi, đừng có mua nữa. Ngồi nhìn thôi, chốt lãi rồi thì ngồi nhìn, đừng có cố đấm ăn xôi ở vùng 1240 nữa. Nó cao rồi, nó kháng cự tuần rồi. Đó, ví dụ vậy. Rồi, cái thứ hai chúng ta nói đến chỉ số phái sinh. Phải sinh thì chúng ta có dự báo cái vùng hỗ trợ kỹ thuật là 1206, 1207 và sâu hơn là 1200. Thì trong tuần phái sinh nó khỏe hơn so với chỉ số VN30. Tức là nó chỉ test về cái vùng 1206, 1205, 1206 đây. Thì nó chỉ test về đến cái vùng 1208 thôi. Đó. Và bắt đầu từ vùng 1208 này thì nó cũng bắt đầu long lên với chỉ số VN30. Và đối với phái sinh thì cũng có phân tích hai cái mốc kháng cự tuần cho anh chị, đó là thứ nhất đó là khi mà những cái vùng test thành công ở các ngưỡng hỗ trợ thì xu hướng thị trường sẽ công các cái vùng kháng cự.
Thì đối với phái sinh thì chúng ta có nói đến vùng kháng cự 1220, sau đó thì 1230 và 1235 là cái mark target mà mình có dự báo đối với chỉ số phái sinh. Thì sau khi mà nó test thành công ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này, đó thì nó bắt đầu công lại vùng kháng cự 1220. Và mark target có dự kiến đó là vùng 1230, 1235 đã đạt được ở trong phiên giao dịch của ngày thứ 5, ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh. Ngay chị. Đó, vậy thì lên đến cái vùng 1235 rồi thì thôi. Đúng không? Chúng ta đừng có ham vui nữa, đừng có mua cổ phiếu nữa, đúng không? Vùng kháng cự rồi. Đó, cùng lắm thì chờ nó chỉnh lại về vùng hỗ trợ chúng ta gom. Đó. Còn đối với chỉ số VN Index thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích dự báo cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của index ở vùng 1170 đến 1175. Đó là cái vùng mà dự báo rằng là chỉ số này sẽ tiếp tục quay trở lại test. Và đồng thời chúng ta có vùng kháng cự 1200, 1205, đây viết nhầm thành 1250. Đó. Và xa hơn sẽ là vùng 1220. Thì ở đây là chúng ta nhìn thấy là trong tuần thì chúng ta đã bắt đầu trong phiên giao dịch của ngày thứ 3 thì index của chúng ta có những thời điểm là index đã bị sọt thủng cái vùng 1170, nhưng ngay sau đó thì nó đã lấy lại vùng 1170. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái hỗ trợ 1170 rất là quan trọng, và sau đó thì nó break lại được vùng 1175 và nó test lại cung ở đây thành công, thì nó bắt đầu hướng đến cái vùng long, đó là vùng kháng cự. Đó, vùng 12 đây anh chị, vùng 1200 đến 1205 nó đạt được mark target ở trong phiên giao dịch của ngày thứ 5. Còn vùng 1220 thì chưa đến nơi, đúng không ạ? Bây giờ nó phải đến được cái vùng này đã, nó tích lũy thành công ở đây rồi nó mới chỉnh cung tích lũy, và khi đó thì chúng ta mới đánh giá thêm lên được cái target 1220 ở đây. Như vậy thì nhìn chung ở trong tuần vừa qua diễn biến của thị trường thì thị trường cũng đã có những điểm test hỗ trợ và công kháng cự. Đó. Như vậy là nó có cả hai. Tuy nhiên là phiên kết tuần thì nó hơi thiếu một tí, hơi đuối một tí. Phải nói là như vậy. Bởi vì trong một cái yếu tố tạo lập, nếu như phiên kết tuần ở đây và cái chỉ số VN Index của chúng ta dồn dập đánh và đánh break được, tức là đóng cửa trên vùng 1000, nó nằm ở khoảng vùng 1210, 1210, thì nó sẽ rất là đẹp cho tuần tới. Ví dụ thế, nhưng mà cái câu chuyện là nó lại bị đánh thủng ở trong phiên ATC. Chính vì vậy nên là nó sẽ có một số các cái vấn đề kỹ thuật ở trong tuần mới, hơi tiếc nuối một tí. Và chính vì khi mà nó đánh thủng ở trong phiên ATC thì cái câu chuyện là thị trường nó sẽ quay lại lấp gáp trả cung, đấy là cái điều sẽ diễn ra ở trong tuần tới. Thì đối với chỉ số index thì chúng ta sẽ có một vài các cái nhận định như sau. 1190, đầu tiên vùng 1190 sẽ là cái vùng trụ đỡ rất là quan trọng của chỉ số VN Index ở trong tuần tới. Nó sẽ quay trở lại cái vùng 1190 này để nó test lại cung cầu, và trong trường hợp khi mà nó thủng ở vùng 1190 như vậy thì chúng ta sẽ phải tính toán ở vùng 1175 đến khoảng vùng 1180 rồi. Đó, nó không có cái, tức là khi vùng đệm này nó rất là quan trọng để nó xác nhận ở đây. Đó, còn trong cái trường hợp mà 1190 mà nó bị thủng rồi thì chúng ta sẽ phải hướng về cái index ở vùng 1175 đến 1180, đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Còn đối với kháng cự của index thì vẫn tiếp tục lấy vùng 1200 đến 1205 để chúng ta làm cái thước đo, và khi nó break được vùng 1205 thì nó sẽ hướng lên vùng 1220. Và trong cái định lượng về cái khả năng của thị trường đó, thì cũng đánh giá rằng cái kịch bản mà đi về vùng 1215 đến 1220 nó vẫn là sáng các anh chị, vẫn còn những cái cơ hội. Vì sao? Bởi vì hiện tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì nó chưa có chạy. Cùng với đó thì cái dòng tiền đánh đang giữ nhịp ở nhóm P, rồi nhóm banh, chứng khoán, bất động sản cũng đang khá là tốt, thì đấy, và đặc biệt là nhóm ngành bất động sản thì kỳ vọng nó sẽ là cái ngòi nổ của thị trường. Đó, kết hợp với cả trụ nữa và blue chip vừa thì đấy sẽ là những yếu tố kỹ thuật mà vẫn có cái sự kỳ vọng nhất định đối với thị trường trong cái thời điểm hiện tại. Còn đối với chỉ số VN30 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, cái kháng cự tuần của chúng ta phân tích thì rất là ok, đến vùng 1240 thì bắt đầu đạp sọt. Vậy thì khi chúng ta nắm được cái xương sống như vậy rồi thì chúng ta bảo ông này ông bảo 1240 ở đấy có cướp thì thôi, có hàng thì chốt bớt, ví dụ như thế. Đấy là cái cách chúng ta tư duy thôi, nó chỉ đơn giản thôi, đánh chứng nó cũng giống như trong cuộc sống hàng ngày. Đúng không? Chúng ta đi tán gái mà chúng ta biết cái chỗ đấy mà dân gọi là trai làng nó đứng ở cầu thì chúng ta có dám đi qua không ạ? Tội gì mà đi qua đấy, nó tẩn, nó đánh rơi xuống cái cầu ngỏm luôn. Thì đây cũng như vậy.
Nó có những cái thằng nó ngáng ở cái vùng, ví dụ như ở cái vùng 1240 rồi thì chúng ta bảo là à đây là khó rồi, thì chúng ta từ từ chúng ta quan sát thêm. Thì tuần tới thì chắc chắn là 1230 nó sẽ test lại, nhưng mà cái điểm mà kỹ thuật hội tụ kỹ thuật nó sâu hơn của VN30 đó sẽ là vùng 122 12 122 1224, đó sẽ là vùng hội tụ kỹ thuật sâu hơn, mà chắc chắn nó sẽ test vào đây. Đó, còn còn cái điểm mà 1224 mà nó bị thủng thì chắc chắn là sẽ có ở vùng 1213 đến 1215, chính là cái điểm mà chúng ta phân tích ở trong tuần vừa qua, đó là cái điểm chỉnh cung target 1 của VN30. Cùng với đó thì chúng ta tiếp tục đánh giá cái vùng kháng cự mạnh của chỉ số VN30 ở vùng 1240, và trong cái góc nhìn đó, thì cũng đang kỳ vọng ở nhịp này là VN30 sẽ kéo lên khoảng vùng 1252 đến 1255. Đấy là cái mark target mà chúng ta sẽ kỳ vọng ở trong những cái tuần giao dịch tiếp theo và trong tuần tới, ít nhất là trong tuần tới. Còn đối với chỉ số phái sinh, anh chị, phái sinh thì chúng ta sẽ khi mà lên đến vùng 1235 1240 rồi ấy, là nó song trùng với cái câu chuyện là VN30 nó đạt được cái kháng cự 1240 rồi thì không tội gì mà chúng ta đua theo nữa cả, đúng không ạ? Chúng ta biết đó là kháng cự rồi. Và cái xu hướng thì VN30 VN30 F1M, tức là phái sinh đó các anh chị, sẽ test lại vùng 1220. Trong trường hợp mà tích lũy được 1220 thì đây sẽ là một cái điểm tựa rất là quan trọng để mà cái lực long quay trở lại, và để là những cái cơ sở để mà chúng ta đánh giá được cái khả năng break lại vùng 1235 ở đây để hướng lên vùng 1252 1255. Nó đồng pha với chỉ số VN30 luôn. Đó. Còn trong trường hợp nếu như mà vùng 1220 mà bị phá vỡ thì lúc đó thì chúng ta lại phải tính toán lại cái kịch bản nó xấu hơn, đó là thị trường nó lại tiếp tục nó quay lại ở cái vùng hỗ trợ test cung ở khoảng quanh vùng 1210. Đó, 1210, 1208, đấy là những cái yếu tố kỹ thuật mà có thể đến đối với chỉ số VN30. Ok, như vậy là bản tin tuần này thì chúng ta sẽ có một vài cái dự báo như vậy cùng với cái sự phân tích của các nhóm ngành về các nhóm ngành khá là cơ bản. Còn tất cả những cái mã cổ phiếu các anh chị quan tâm, chúng ta có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin, Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của anh chị, và kính chúc anh chị em nhà đầu tư có một tuần giao dịch chốt sổ tháng 7 thành công và gặp nhiều may mắn.